Cô xin chào các em học sinh khối 5. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu môn toán bài thể tích của một hình. Vậy, thế nào là thể tích của một hình? Các em cùng cô quan sát nhé. Đây là một hình hộp chữ nhật. Cô đem nước đổ vào. Chúng ta thấy nước dần dần dâng lên đến khi đầy hộp. Điều này có nghĩa là thể tích nước đang chiếm dần thể tích hộp. Vậy, thể tích chính là phần rỗng chứa trong một hình. Để dễ dàng hình dung hơn, cô và các em cùng tiến hành so sánh thể tích của các hình qua một vài ví dụ nhé. Ví dụ 1. Cô có một hình hộp chữ nhật và một hình lập phương. Cô đem hình lập phương bỏ vào trong hình hộp chữ nhật. Ta thấy hình lập phương nằm hoàn toàn trong hình hộp chữ nhật. Từ điều này, ta có thể nói thể tích hình lập phương bé hơn thể tích hình hộp chữ nhật, hay thể tích hình hộp chữ nhật lớn hơn thể tích hình lập phương. Chúng ta tiếp tục qua ví dụ 2. Người ta dùng các hình lập phương bằng nhau để đo thể tích của một hình. Cùng quan sát các hình. Cho hai hình C và D. Chúng ta dễ dàng nhìn thấy hình C gồm 4 hình lập phương như nhau và hình D cũng gồm 4 hình lập phương như thế. Vậy ta nói thể tích hình C bằng thể tích hình D. Tiếp tục quan sát ví dụ 3 nha các em. Cô có hình P. Hình P gồm 6 hình lập phương như nhau. Cô đem tách hình P thành hai hình M và N. M gồm 4 hình lập phương và hình N gồm 2 hình lập phương như thế. Qua quan sát thì chúng ta thấy thể tích hình P bằng tổng thể tích các hình M và N. Qua một vài ví dụ, chúng ta rút ra một số kết luận như sau. Một hình mà nằm hoàn toàn trong một hình khác thì có thể tích bé hơn. Hai hình được hợp thành bởi các hình lập phương như nhau thì có thể tích bằng nhau. Một hình được tách ra thành hai hay nhiều hình nhỏ thì thể tích của hình đó bằng tổng thể tích các hình nhỏ. Chúng ta vừa tìm hiểu thế nào là thể tích của một hình. Các em về nhà tiếp tục vận dụng những điều đã học để tìm hiểu kỹ hơn thế nào là thể tích hình của một hình và cách so sánh thể tích của các hình đó. Bài học của chúng ta đến đây đã kết thúc. Chúc các em học tốt, chăm ngoan. Cô xin chào các em.